dạy con. Trời ơi, cái nhà tôi có khác gì bãi rác không? Cứ dọn vào một chút xíu, lại bày bừa như cũ rồi. Bi à, bao giờ con chơi xong, nhớ cất đồ chơi đi nha. Vâng ạ. Để xem hôm nay phải nấu món gì cho bé Bi của mẹ ăn nào. Tôm này, thịt này, đúng rồi, tôm nướng phết bơ tỏi. Thằng bé sẽ rất thích món này. Xong rồi, mệt quá, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Mẹ ơi, con tặng mẹ đó, con đã phải rất lâu mới hoàn thành. Con trai mẹ vẽ đẹp quá, để mẹ tìm cái khung treo lên nha. Tối ba về, còn khoe với ba nữa. Mẹ có thấy đẹp không? Mẹ treo nó lên đi ạ. À, đến giờ chiếu phim hoạt hình rồi. Ờ, còn phải dọn dẹp đồ chơi nữa chứ. À, ba đã về. Ba, ba về rồi. Chào con trai, này ở nhà có gì vui không con? Có ạ, con vẽ tặng ba mẹ bức tranh kia kìa. Ấy chà, tranh Bi vẽ đẹp quá, ba mẹ cảm ơn Bi nha. Ấy chà chà, hôm nay mẹ Bi cho ba con mình ăn gì mà thơm thế nhỉ? Thực đơn hôm nay có rau bí xào nè, canh chua và món chả tôm phết bơ mà Bi thích nhất đấy. Đây là kem tươi, anh mua ở cửa hàng hai mẹ con rất thích đó. Em cất đi để dành ăn tráng miệng. Ăn đi con. Con không ăn chả tôm đâu, con muốn ăn kem cô. Mẹ lấy kem cho con đi. Ăn xong cơm rồi mẹ lấy kem cho. Không, con muốn ăn kem, ăn kem, ăn kem. Bi này, con ăn cơm đi. Lát nữa ăn cơm xong mới được ăn kem tráng miệng chứ. Không, không đâu. Ăn kem con. Con ăn kem trước con. Con trai à, ra ngoài kia ba con mình nói chuyện với nhau nhé. Ơ, ba bảo ra ngoài nói chuyện với ba mà con không ra à? Bi à, bức tranh này con vẽ tặng ai vậy? Dạ, con vẽ tặng ba mẹ. Thế nếu mẹ con không lồng khung treo lên tường mà vò nát bức tranh đó vứt vào sọt rác thì con nghĩ sao? Được làm thế, con vẽ cả buổi chiều để tặng ba mẹ cơ mà. Thế nếu ba mẹ không thích bức tranh đó, ba mẹ muốn bức tranh khác thì sao? Sao lại không thích ạ? Nếu vậy, con sẽ rất buồn. Đúng vậy, khi món quà của mình không được người khác đón nhận thì điều đó thật sự hụt hẫng và thất vọng. Con thấy không, mẹ con cũng đã vất vả để làm ra món tôm phết bơ cho con, vậy mà con lại nỡ từ chối và đòi ăn món khác. Điều ấy có khác gì so với việc bức tranh của con bị từ chối và bỏ đi không? Ba ơi, con hiểu rồi ạ. Con không nên làm như thế với mẹ. Nào, hai ba con đã vào ăn cơm được chưa? Mẹ ơi, con xin lỗi. Được rồi, ngoan nào, giờ thì chúng ta sẽ vào ăn cơm tiếp chứ. Vâng, con sẽ ăn hết chả tôm mẹ đã làm cho con. Công việc của mẹ. Mẹ, mẹ đâu rồi? Thảo dậy rồi hả con? Mẹ vừa ra chợ bán mớ cá sáng nay đánh được. Đi muộn sợ nó chết mất. Sao mẹ không gọi con dậy? Ngày mai mẹ cho con đi ra chợ bán cá với mẹ nhé. Ừ, được rồi.
Ngày mai mẹ sẽ gọi con đi cùng. Ôi, thích quá! 13 năm sau. Ôi, nhà Hà đẹp thật đấy. Trông cứ như là tòa lâu đài trong chuyện cổ tích ấy. Chả bù cho nhà mình. Thảo ơi, Mai ơi, lại đây. Đây là mẹ mình. Con giới thiệu với mẹ, đây là tụi bạn thân của con. Cảm ơn các cháu đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay. Các cháu cứ tự nhiên nhé. Cô đi chào hỏi khách một lát. Dạ vâng, cháu chào cô ạ. Ôi, mẹ Hà trông thật quý phái làm sao. Mình còn ngửi thấy mùi nước hoa rất thơm từ cô ấy nữa. Mẹ Hà thì sang trọng, mùi nước hoa sực nức. Trong khi mẹ mình thì... Mẹ, mẹ ơi, Thảo đây à. Sao về muộn thế? Mệt không con? Con không mệt. Hôm nay vui lắm mẹ. Quái, cái mùi gì mà tanh thế hả mẹ? Trời ơi, con đã bảo mẹ bao nhiêu lần. Về nhà mẹ cởi ngay cái áo bán cá này ra. Tanh đến lợm cả cổ lên được. Cả vảy cá lẫn máu còn dính vào áo đây này. Ừ, mẹ bận quá nên quên mất. Để mẹ vào trong thay. Thảo, mẹ đây. Ai vậy Thảo? Nhìn như mấy bà bán cá ngoài chợ ấy nhỉ? À, mình không biết. Chắc họ gọi nhầm. Để mình ra hỏi xem. Mấy bạn vào lớp trước đi nhé. Mẹ làm gì thế? Sao mẹ lại ở đây? À, bác ba lên thăm con gái. Tiện thể mẹ lên cùng xem con sống thế nào. Con vẫn khỏe chứ? Sao mẹ không điện thoại cho con? Mà sao mẹ lại mặc bộ quần áo này? Ám cả mùi cá vào, tanh quá. Thôi, mẹ về đi. Con phải vào lớp rồi. Mẹ lên mà không báo con trước để con sắp xếp. Để lần sau con dẫn mẹ vào phòng trọ vậy. Mẹ về đi không nắng. Ừ, con vào học đi. Mẹ đứng đây đợi bác ba. Trời ơi, mùi phân gà hôi quá. Hôm nay cô đắt hàng không? Cũng còn một vài con gà nhỏ thôi chị ạ. Mà không bảo con cô đi cùng. Hồi nhỏ nó cũng hay theo sau cô đi bán gà vịt mà. Cho nó đi phụ giúp cho đỡ mệt. Chứ một mình cắp hai lồng đi có phải khổ không? Giờ có cho tiền, nó cũng không bám theo em đi bán gà nữa đâu chị ạ. Sao vậy? Giờ nó lớn rồi, hình như nó ngại với bạn bè vì mẹ nó bán gà ngoài chợ hay sao ấy chị ạ. Nhưng giờ không bán gà thì em biết làm gì để nuôi con. Chẳng biết đến lúc nào thì con nó mới hiểu cho nỗi khổ của em đây. Vậy sao cô không tìm việc khác mà làm? Bán gà thế này không chỉ hôi mà còn vất vả nữa. Giờ xã hội thay đổi, muốn tìm được việc thì phải có bằng cấp. Em chỉ có mỗi nghề bán gà thôi. Giờ không bán gà thì biết lấy tiền đâu ra cho con ăn hả chị? Tốt nhất là phải nói chuyện với nó. Nghề nào giúp ích cho gia đình, cho xã hội đều là nghề cao quý cả. Nghề ba mẹ càng vất vả, cực nhọc thì sự hy sinh của ba mẹ để nuôi con mình khôn lớn càng lớn lao hơn. Biết là vậy, nhưng con em nó không nghĩ được như vậy. Hơn nữa, con cái có biết yêu thương và tôn trọng ba mẹ, mọi người cũng mới tôn trọng chính đứa con đó chứ. Mẹ... Mẹ. Mẹ, mẹ ơi. Ơ, con bé này, về cũng không bảo mẹ, lại còn ra đây ngồi bán cá nữa. Con không sợ tanh nữa sao? Không mẹ, từ giờ mỗi lần được nghỉ, con lại về cùng mẹ đi chợ bán cá, mẹ nhé. Ai mua cá đi? Cá tươi, cá ngon đây. Ai mua cá đi? Cá tươi, cá ngon đây. Người nhặt rác. Wow, biển đẹp quá, mát quá anh à. Đây là vùng biển sạch đẹp nhất ở khu vực này đó em à. Thật may là nhờ có anh đi công tác ở đây, cho nên em mới được biết tới vùng biển này đó. Thích quá đi.
đối tác lần này của anh chính là đơn vị chủ quản của khu du lịch này phải không? Đúng vậy, ông chủ của công ty này đã gần 30 năm gây dựng nơi này để biến nó thành khu du lịch số 1 trong khu vực. Ngày mai anh sẽ gặp ông ấy để chốt hợp đồng. Thôi, chúng ta qua đó ngồi nghỉ một lát đi. Dạ. Thôi chết rồi, em đã quên đồ bơi ở trong xe rồi. Không sao, để anh quay lại lấy đồ. Vâng. Cô ơi, ngay phía sau kia có thùng rác, sao cô không bỏ vào đó? Ô hay, tôi mất tiền ra đây nghỉ ngơi. Tôi muốn làm gì thì làm chứ. Ông chỉ là một người nhặt rác, sao lại dám nói những lời đó với tôi? Ông có biết tôi là ai không hả? Cô là ai, vẫn phải có ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng chứ. Vả lại, ở đây còn có biển cấm vứt rác bừa bãi đấy. Ông, này nha, tôi chỉ cần nói một tiếng với ban quản lý khu du lịch này là ông sẽ mất việc luôn đó. Có chuyện gì vậy em? Ông ta dám yêu cầu em không được vứt rác ở đây. Thật nực cười. Ông ta là ai chứ? Chỉ là người nhặt rác thôi mà. Ồ, chú Thanh. Anh quen người này hả? Đây chính là chú Thanh, chủ nhân của khu du lịch này. Người mà anh đã nói với em lúc trước đó. Đây là vợ của cậu sao? Dạ, đây là vợ cháu ạ. Cháu chào chú. Mà sao chú lại ở đây? Lại còn nhặt rác thế này ạ? À, đây là việc tôi vẫn thường làm vào mỗi buổi chiều. Để khu du lịch do mình mất bao công sức gây dựng nên bị nhếch nhác bởi rác thải, tôi xót lắm. Ôi, chú khiến cháu bất ngờ quá. Một người bình thường làm công việc bình thường, có gì đâu mà bất ngờ. Nhưng mà việc này lạ quá. Cháu có thấy vị giám đốc nào lại đi nhặt rác bao giờ? Ai cũng có thể làm như vậy nếu thật sự biết nghĩ cho môi trường. Lúc này tôi không phải là giám đốc hay ông chủ gì cả. Tôi chỉ là người nhặt rác thôi. Dạ, có phải là do cháu đã không phải phép nên làm chú giận không ạ? À? Thực tình, cháu cứ nghĩ chú chỉ là một người nhặt rác. Chứ nếu biết chú là giám đốc khu du lịch, lại là đối tác của nhà cháu đây thì cháu đã... Chị em! Thôi, tôi không để ý đâu. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Hai vợ chồng cứ vui chơi thoải mái đi nha. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp cậu trong cuộc họp ngày mai. Dạ. Cháu chào chú. Cháu chào chú ạ. Em à, trước khi anh tới đã có chuyện gì vậy? Em, tại em không biết ông già nhặt rác đó lại là ông chủ khu du lịch này nên đã lớn tiếng. Không biết có làm ảnh hưởng đến công việc của anh không nữa. Chú ấy là người hòa nhã, tuy là ông chủ lớn nhưng rất khiêm tốn, luôn quan tâm tới người khác và sống có trách nhiệm với xã hội. Chú ấy là thần tượng của anh đấy. Vâng, nói chuyện với chú xong em thấy rất xấu hổ. Em sẽ nhớ mãi bài học hôm nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.